khép lại tập 2 với những màn tranh giành đầy nghẹt thở. Nữ huấn luyện viên tài năng Showboy đã mang về 3 thí sinh chất lượng cho đội mình: Nguyễn Hữu Anh Khôi AK49, Vũ Tuấn Huy Taste và Lê Tuấn Nam Best Fizzy. Lão đại Wowy đã nỗ lực để sở hữu tài năng đầu tiên với giọng khàn hiếm có. Trần Tiến Đạt RIC Big City Boy Finzy cũng đã kết nạp thêm một chiến binh sáng giá: Trần Tiến, Ricky Star. Huấn luyện viên Carrick vẫn giữ nguyên đội hình với 3 thành viên hiện tại. Vòng chinh phục vẫn sẽ tiếp nối tuần sau với những màn lộ diện đầy bất ngờ. Không nhất thiết sẽ là tình ca, để mình nhắc nhau nghe chuyện buồn vui đến cạn lời. Vì em đã vô tình cướp bông bồ anh đi, và cho anh lại một người bạn đời. Thú vị nha, thú vị nha. Anh thấy em có cái năng lượng mà anh rất là cần, ok? Su thì cũng thấy là cái style của em là đi với Huawei rồi đó. Nhưng mà không có việc gì mà Su không ủng hộ cái bài hát của em cả. Tại sao mà một thí sinh tài năng như này mà mọi người giành giật nhau hời hợt đấy nhở? Em Huawei lên đây, đổi chỗ cho em. Huawei ngồi cái ghế này và bạn sẽ biết là mình có thể đưa bạn đến những vị trí nào ở trên rap Việt, trên thế giới này. Vậy thì bạn chơi gì mà không về đội Huawei? Dường su voi cho tôi. Xin lỗi em, chị đạp lộn. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.